Dạ, em kính chào quý cô bác anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình một lô đất nằm tại ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Là lô đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình là mặt tiền đường bê tông ha. Và cái lô đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình là cách đường DT 759B của mình là chỉ có 1,4 km, với thời gian mình đi hết là chỉ có 4 phút thôi nha cả nhà mình ha. Thì hiện tại là em đang đứng ngay trên cái lô đất mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình nè. Cái lô đất mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình là có hai mặt tiền nha cả nhà. Một mặt tiền 32m và một mặt tiền 37m, với tổng diện tích là gần 1.200m2 ha. Cái lô đất này á, chủ đã đăng ký cho mình sẵn là 300 thổ cư. Nhưng mà cái tiền thổ cư này á là chủ nhà chỉ đăng ký, còn cái tiền thổ cư là bên khách hàng của mình chịu trách nhiệm nha. Đó. Và cái mặt tiền, hai mặt tiền á, thì chủ nhà chỉ tính một bên thôi. Đó là chủ nhà chỉ tính một bên là 32 mét thôi. Thì bây giờ em sẽ chỉ cái mặt tiền và ranh giới cho quý cô bác anh chị mình xem. Tí nữa em sẽ chỉ hướng đường và vị trí miếng đất của mình để di chuyển ra đường DT nha. Đây là cái đường này để di chuyển, đường là đường thông nhé cả nhà. Chạy vào các khu gia đình xung quanh đây này. Đó, bây giờ em đang quay cái khu gia đình xung quanh cho quý cô bác anh chị mình xem. Còn cái ranh giới lô đất của mình đây nha, là từ cái cây vườn điều này mình chạy thẳng sang bên kia là cái đuôi này nó nở ra nha cả nhà mình. Nở hơn 32 mét, còn cái mặt tiền 32 mét là đằng phía trước kia kìa. Đó, còn em đang đứng cái mặt tiền là 37 mét này nha. Đó, cái mặt tiền này là 37 mét, nhưng mà chủ nhà sẽ tính bên kia là 32 mét, chứ không tính cái giá bên đây là 37 mét. Mà chủ nhà chỉ bán với giá là chỉ có 21 triệu một mét ha. Đó, giá này là giá ngộp nha quý cô bác anh chị mình. Thì từ cái mốc này mình di chuyển lên trên đây là sẽ được 37 nhé, 37 mét nha. Em sẽ đi dọc cái con đường này cho quý cô bác anh chị mình tham khảo. Đó, còn hiện tại trên đất của mình thì gọi là trồng mấy cây cỏ để mình chăn nuôi gia súc thôi nha. Chứ để về cây lâu năm hay là có nguồn thu gì thì chưa có nha quý cô bác anh chị mình. Còn cái mặt tiền này là 37 mét nha cả nhà mình. Ở đây là dân cư san sát nha cả nhà. Đây là đất của thị trấn Thanh Bình mình ha. Ấp 3 thị trấn Thanh Bình. Đó. Còn đường điện thì ngay trên đầu mình luôn. Đường này là đường bê tông của nhà nước làm nhé cả nhà. Đường này là đường 3 mét. Xe lớn, xe nhỏ đi vào được hết. Và đến đây là hết cái vị trí 37 mét của mình. Từ cái cột gỗ đây cả nhà mình này, mình chạy thẳng lên trên kia. Đó là sẽ được 32 mét. Chủ nhà chỉ tính cái mặt tiền này mà bán với giá là chỉ có 21 triệu một mét. Còn trên đất của mình đã được chủ nhà đăng ký là 300 mét thổ cư. Nhưng mà tiền thổ cư đó thì bên khách hàng của mình chịu nha. Thì trong cái quá trình em quay á, quý cô bác anh chị ai thiện chí và quan tâm tới cái lô đất em giới thiệu thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em nha. Đó, ở đây gọi là đường bê tông nhưng mà đất thị trấn đó cả nhà, thì là có thể là mình đi được, nói chung gọi là đường đường là liên thôn liên xã luôn á, không phải là ngõ cụt ha. Còn trên đường, trên đất của mình là rất chỉ là bằng phẳng luôn đó. Còn bây giờ em sẽ đi tới cái mặt tiền 32 mét mà chủ tính cho mình đây. Còn đây là cái trước cái đất của mình nha. Đó, sâu được 37 nha cả nhà, hai mặt tiền luôn đó. Nhưng mà chủ nhà chỉ tính một mặt tiền cho mình thôi. Từ cái miếng đất em giới thiệu với cả nhà mình di chuyển ra đường DT 759B là chỉ có 1,4 km thôi cả nhà. Từ thành phố mình di chuyển lên đây là 150 km nha. Từ Bình Dương mình di chuyển lên là 110 km ha. Còn mình đi theo quốc lộ 13, còn mình đi theo quốc lộ 13 là mình sẽ di chuyển từ Bến Cát, Trân Thành, Bình Long, Lộc Ninh. Là miếng đất của em nằm tại ấp 6, thị trấn Thanh Bình. Đó, Bù Đốp, Bình Phước nha. Đó, thì mọi thông tin chi tiết quý cô bác, anh chị có thể kết bạn Zalo để em gửi thông tin về sổ sách và giá cả cho quý cô bác, anh chị mình xem luôn. Và cả nhà lưu ý giúp em, những cái miếng đất bạn em quay ấy, thì đã nhờ địa chính test qua khu vực là đất này không nằm trong khu quy hoạch hay bị tranh chấp gì nha. Và đất mà xung quanh nhà ở mà đã đăng ký được 300 thổ cư ở cả nhà mình là đất này là đất đảm bảo và khu dân cư an ninh tốt nha. Bây giờ em sẽ đi hết cái mặt tiền là 32 mét cho quý cô bác anh chị mình xem. Đó. Đường này là sẽ dẫn trực tiếp ra cái đường DT 759B của mình
là như ban đầu em đã giới thiệu là chỉ rơi vào bán kính là 1,4 km thôi nha. Đây em sẽ đi vào cái đất cho quý cô bác anh chị mình xem này. Đất này gọi là đất đất thịt đấy cả nhà, đất đen thịt cả nhà mình ơi. Đó. Ở đây là có trồng cỏ, có dàn ống nước tự động hết luôn. Điện thì ở ngay trước mặt mình luôn nha cả nhà. Đó. Đây, em đang đứng ở giữa đất để quay ra cái mặt tiền cho cả nhà mình xem. Cái mặt tiền nó bao quanh cái miếng đất của mình luôn. Đây ha. Cái này là giá ngộp nha cả nhà mình. Để bây giờ mình kiếm một lô đất mà cái giá trị chỉ có 21 triệu mà đăng ký được thổ cư như thế này á là rất ít rồi nha. Thì cái miếng này quý cô bác anh chị mình ai thiện chí thì liên hệ với em nha. Thì nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết ha. Bây giờ em sẽ quay hết cái ranh giới 32 mét cho quý cô bác anh chị mình xem. Đó, đây là em đang đi tới cái ranh giới 32 mét của mình nha. Đây này cả nhà mình, đây là cái ranh giới 32 mét của mình nha. Đó, từ đây mình chạy thẳng xuống dưới đó, đến cái ngã ba mà lúc em đứng á, là sẽ 32 mét của mình. Đó, còn từ đây mình chạy thẳng tới cái hàng rào mà lúc nãy em đứng em quay giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình xem đầu tiên á, là cái gọi là cái đuôi của miếng đất của mình đó. Đó, còn đây là khu dân cư, nhà ở xung quanh của mình. Đất ở đây là full được thổ cư luôn nhé cả nhà. Đường điện thì ngay trên đầu mình luôn này. Dạ thì em xin phép nhắc lại cái lô đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình là nằm tại ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. À, có 32 mét, sâu 37, chủ nhà đã đăng ký là 300 mét thổ cư, với rộng diện tích là gần 1.200 mét vuông nha cả nhà mình ha. Chủ nhà bán với giá là 21 triệu một mét, tính cái mặt tiền là 32 mét nha. Đó, thì mọi thông tin chi tiết quý cô bác anh chị mình xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Cái lô đất của mình á, là hướng Tây Nam nha cả nhà mình ha. Cách đường DT là 1,4 km. Thì nãy giờ em cũng đã đi đầu đuôi và quay ranh giới cho quý cô bác anh chị mình tham khảo. Thì trong quá trình xem video, em cũng mong được quý cô bác anh chị, ai thiện chí thì liên hệ trực tiếp với em. Và ai quan tâm đến em thì có thể kết bạn hoặc là cho em một like hoặc một cái đăng ký nha. Thì đến đây em cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua.